Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Hiện nay, tình trạng lừa đảo qua không gian mạng đang diễn ra ngày càng phức tạp và tinh vi, đặc biệt là thủ đoạn mời gọi đầu tư với lợi nhuận cao đang trở thành một hình thức phổ biến chiếm đoạt số tiền lớn của người dân. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng số điện thoại lạ, có khi là đầu số nước ngoài tự xưng là nhân viên của các công ty đầu tư uy tín, ngân hàng lớn hoặc là các tổ chức tài chính. Sau đó, các đối tượng hướng dẫn người dân lập tài khoản trên không gian mạng, nạp tiền để tiến hành đầu tư. Chiêu trò phổ biến của các đối tượng là hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường trong thời gian ngắn, tạo áp lực buộc nạn nhân quyết định nhanh chóng. Nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi hoặc những người thiếu kiến thức về tài chính dễ dàng trở thành nạn nhân của các cuộc gọi này, hậu quả là mất tiền tiết kiệm, thậm chí là khoản tiền lớn tích lũy cả đời. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 12 vụ, 11 bị can phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các phương thức mời gọi đầu tư qua sàn chứng khoán, ngoại hối, tiền điện tử, đánh bạc, tuyển dụng, tuyển cộng tác viên làm nhiệm vụ, giao dịch hàng hóa qua mạng. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hành vi lừa đảo qua điện thoại không gian mạng có thể bị xử lý theo các điều khoản sau: Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, điều 174 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tùy theo mức độ và giá trị tài sản bị chiếm đoạt, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 30/2/2020 sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 27/1/2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, mức phạt có thể lên đến 100 triệu đồng đối với hành vi sử dụng số điện thoại giả mạo để lừa đảo. Luật An ninh mạng năm 2018, điều 8 nghiêm cấm việc sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi gặp phải cuộc gọi đáng ngờ, mời chào đầu tư, người dân nên. Trong lúc nhận cuộc gọi, giữ bình tĩnh, không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, tài khoản tiết kiệm hay các thông tin tài chính nào của bản thân. Đặt câu hỏi ngược lại với người liên hệ về tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, thông tin về người gọi điện, thông tin về sản phẩm đầu tư và yêu cầu gửi thông tin bằng văn bản. Thông báo sẽ tìm hiểu kỹ và liên hệ lại sau. Sau cuộc gọi, kiểm tra thông tin về công ty và sản phẩm đầu tư trên các nguồn chính thống, tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính hoặc người thân có kinh nghiệm, báo cáo cuộc gọi đáng ngờ cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, công an xã, phường, nơi cư trú. Nếu đã chuyển tiền, liên hệ ngay với ngân hàng để yêu cầu ngăn chặn giao dịch, thu thập và lưu giữ tất cả bằng chứng liên quan, tin nhắn, email, ghi âm, cuộc gọi đến nếu có. Trình báo với công an xã, phường, nơi cư trú để được hỗ trợ điều tra và xử lý. Bằng cách nâng cao cảnh giác và tuân thủ các bước trên, người dân có thể bảo vệ mình khỏi các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại, đồng thời góp phần ngăn chặn hoạt động phi pháp này. Ngày 22 tháng 8 năm 2024, Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1987, ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trần Hoàng Minh, sinh năm 1991 và Hoàng Trọng Cường, sinh năm 1989, đều ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, về tội rửa tiền, đồng thời đang tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi phạm tội của trên 20 đối tượng khác trong đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia. Trước đó, khoảng tháng 6 năm 2024, Công an huyện Như Xuân tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của một công dân về việc bị các đối tượng không rõ lai lịch trên mạng Internet mạo danh là nhân viên ngân hàng chào mời, hướng dẫn mở thẻ tín dụng, sau đó chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng trong chính tài khoản thẻ mới vừa mở. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa và sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng làm rõ vụ án, xác định các bị can liên quan và tổ chức truy bắt. Bước đầu, Công an huyện Như Xuân xác định đây là một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, gồm nhiều đối tượng, được phân thành nhiều nhóm. Các nhóm này không biết nhau, chỉ liên hệ trên không gian mạng và mỗi nhóm có vai trò khác nhau,
để thực hiện các thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của những người bị hại. Trong đó, một nhóm đối tượng bên Campuchia đã thuê nhà, đặt máy móc, thuê đường truyền Internet tốc độ cao, thu thập các tài khoản ngân hàng, rác để hoạt động. Các đối tượng thuê lại phần mềm, gọi điện qua Internet với 12 đầu số khác nhau, thuê phần mềm, giả định địa chỉ IP để phục vụ hoạt động phạm tội. Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ giả mạo là nhân viên các ngân hàng đăng thông tin quảng cáo trên các mạng xã hội như Telegram, Facebook, Zalo để thu thập thông tin khách hàng muốn mở thẻ với hạn mức từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Sau khi thu thập được thông tin khách hàng, các đối tượng sẽ chuyển sang cho một nhóm khác cũng hoạt động bên Campuchia để nhóm này hướng dẫn khách hàng mở thẻ. Sau khi những người có nhu cầu mở thẻ và nạp tiền vào tài khoản để chứng minh thu nhập 20% hạn mức vay, các đối tượng sẽ tiếp tục dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng, sau đó chuyển về cho một nhóm đối tượng khác ở Việt Nam để thực hiện các công đoạn tiếp theo. Tại Việt Nam, một nhóm đối tượng khác giả mạo bộ phận thẩm định của ngân hàng, gọi điện lấy mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng. Để lấy được tiền trong tài khoản của khách hàng, các đối tượng sẽ đặt mua hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada hoặc là các chuỗi cửa hàng điện máy trên khắp cả nước. Tiếp đó, các đối tượng móc nối với các nhân viên các trung tâm mua sắm, nhận hộ hàng rồi chuyển lại cho các cửa hàng bán lẻ bên ngoài và lấy tiền mặt chuyển cho các đầu mối là các nhóm bên Campuchia và chia nhau. Với các thủ đoạn này, chỉ từ tháng 4 năm 2024 đến cuối tháng 6 năm 2024, đường dây này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng. Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 35 điện thoại di động, một máy tính, hai xe ô tô, toàn bộ phần mềm gọi điện lừa đảo của các đối tượng với 12 đầu số điện thoại ảo, hơn 7.847 cuộc gọi lừa đảo lấy thông tin để chiếm đoạt tài sản của khách hàng và phần mềm địa chỉ IP của nhóm đối tượng này. Công an thành phố Buôn Ma Thuột vừa huy động lực lượng bắt nóng đối tượng chỉ trong 3 ngày gây ra 2 vụ cướp giật tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Sự, 20 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 8, Nguyễn Văn Sự, 22 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk đến tiệm vàng KT ở phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, giả vờ mua vàng. Sự yêu cầu chủ tiệm cho xem một sợi dây chuyền vàng trọng lượng 5 chỉ, một lắc vàng trọng lượng 3 chỉ. Khi chủ tiệm vàng sơ hở, Sự nhanh chóng cầm số vàng lên và nhảy lên xe máy bỏ trốn. Sau đó, Sự chạy đến thị trấn Krông Kama, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk bán số vàng trên được hơn 38 triệu đồng. Cùng thủ đoạn trên, chiều ngày 21 tháng 8, Sự đến tiệm vàng MH tại thị trấn Eak, huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk giả vờ hỏi mua vàng và sau đó, Sự cầm một dây chuyền vàng trọng lượng 5,5 chỉ, một lắc vàng trọng lượng 3,5 chỉ rồi lên xe máy tẩu thoát. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ được đối tượng, đồng thời thu hồi toàn bộ số vàng mà Sự đã cướp. Bước đầu xác định trước đó, Sự cùng người thân đi mua sầu riêng nhưng do ham chơi trò đỏ đen trên mạng nên thua lỗ và nợ nần, Sự đi cướp tiệm vàng để trả nợ.